nhằm thống nhất tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành nước ở Việt Nam và khắc phục những bất cập chồng chéo trùng lặp giữa các tổ chức quản lý nhà nước. Hiện nay sáng nay và Hội Thủy lợi Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học quy về một mối công tác quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng và phát triển nguồn nước và phòng tránh giảm nhẹ thiên tai. Hiện nay việc quản lý nguồn nước còn phân tán chồng chéo, trong đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm nhiệm công tác phòng chống thiên tai, Bộ Tài nguyên và Môi trường lại quản lý nước về tài nguyên nước. Chính vì vậy, trong thực tế, việc thực hiện các luật tài nguyên nước, luật phòng chống thiên tai, luật thủy lợi, luật đê điều và các văn bản dưới luật còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với tình hình thực tế. Các đại biểu cho rằng, không thể tách rời quản lý tài nguyên nước với quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng, phát triển tài nguyên nước và phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Hiện nay cái quản lý nước của ta thì nó rất là phân tán và nó chồng chéo. Ví dụ như là quản lý nước sạch đô thị, tiêu thoát đô thị thì do Bộ Xây dựng. Quản lý nước sạch nông thôn thì Bộ Nông nghiệp. Quản lý tài nguyên nước do dòng chảy thiên nhiên thì Bộ Tài nguyên Môi trường. Còn lại là phát triển nguồn nước, điều hòa dòng chảy cũng như quản lý các hệ thống công trình thủy lợi thì lại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Để có thể nói là thủy điện thì Bộ Công Thương, tất cả những cái đấy nó cũng tạo ra một cái sự chồng chéo rất là lớn. Tuy nhiên có thể nói là cái chồng chéo lớn nhất thì giữa Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, là bên là quản lý tài nguyên nước thì bên nông nghiệp thì nói tránh đi thì gọi là quản lý nguồn nước, thì rõ ràng là những cái việc ấy nó rất là không phù hợp. Đa số các đại biểu thống nhất đề nghị Quốc hội và Chính phủ cần nghiên cứu, xem xét để công tác tài nguyên nước quy về một mối, một bộ chủ quản đảm nhiệm. Khi đó, việc quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng và phát triển nguồn nước sẽ hiệu quả hơn, đặc biệt trong ứng phó với thiên tai, nhất là hạn hán và mưa lụt.